Dạ em xin chào các bác, đam mê âm thanh ạ. Nay kênh em đang lên một số đồ loa súp đẩy cũng như là dòng loa cây nghe nhạc này. Em bên đây này em đang có bốn con súp. Trước tiên em sẽ đi đến một con súp Yamaha. Đây là dòng súp hàng nhập bá xịn ha. Có model là Yamaha IST SW80. Súp này được sử dụng 1 bát 20. Đây em sẽ lắp cái căng đây. Đó, 1 bát 20 ha. Con này di xịn 100% luôn, chỉ trừ thay gân thôi. Cái gân zin của súp này đã mục rồi, em đã thay gân khác vô cũng như là thay gân rất là xịn ha. Một đốt thông hơn nằm ở phía dưới này. Đó, tổng thể súp này có thể hát karaoke cũng như là ghép với lại những loa bass 20 nghe hát karaoke trong phòng 20m2 là rất là hay, rất là tốt ha. Đây nút nguồn này, nút cắt tần số và nút volume. Đó, còn về mặt sau đây. Mặt sau vẫn có một cái tem là Yamaha IST SW80 ha. Con này được sản xuất tại Nhật và đắp tại bên Malaysia. Đó, điện 100V ha. Đây là dòng điện của Nhật xịn này, hàng nội địa Nhật nha. Đường vô bằng cầu loa và đường vô bằng bông sen. Đó, súp nhập dinh xịt. Con này giá 2.800.000 ha, giảm đi 200.000 rồi, đợt trước nó tới 3 triệu lận. Con này đợt này giảm đi 200.000 còn 2.800.000 quý vị ha. Đó, hàng này dinh xịt với ghép với lại loa bass 20 này nghe nhạc rất là tốt luôn, cùng với lại bên đây cũng là ba con. Đây là con BMW bass 20 nằm âm ở bên trong ha. Đây là nó nằm âm ở bên trong. Có nghĩa là nó âm bên trong và nó úp đắt xuống quý vị ha, úp đắt xuống xong rồi nó đánh nó sẽ đẩy hơi ra bằng cái lỗ này. Đó, bằng cái khe này này, nó cái khe này ha, nó cái lỗ hơi nó rất là dài. Đây là con BMB, model là SW80. Đó, nút nguồn và nút cắt tần số, nút volume này. Đó, hai nút đầy đủ ha, nút nguồn ở bên đây, đây là BMB. Đó, cái tem thông số của mặt sau này. BMB CS880, Made in Japan ha, điện 100V, con này hàng nhà xịn nào luôn cũng như là được sản xuất tại Nhật luôn. Đường vô bằng dắp bông sen và đường vô bằng cầu loa, hai đường các bác vô đường nào cũng được hết rồi. Mà sau tương đối là khá đẹp đây. Đó. Con BMB này em bán 2.3 triệu ha, cũng giảm đi 200.000. Đợt trước cũng có mấy con về em bán toàn 2.5 triệu thôi. Đợt này em bán đi xả 200.000 còn 2.3 triệu ha. Giá này cũng gần như vốn rồi. Con này hàng dinh xịn đẹp luôn, với lại một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật, đó là BMB súp điện ha, chứ không phải súp hơi đâu. Đó, 2.300.000 bát 20. Còn Ken Quốc bên đây cũng là hàng của Nhật xịn luôn, được sử dụng 2 bát 16 đôi, 2 bát thật của nó nằm ở bên phía đằng sau quý vị ha. Ở đây nó có nút nguồn này, nút này là nút đèn, nút đèn là dí vô là cái đèn Ken Quốc này nó sẽ phát sáng. Còn đây là nút volume này, đó, nút volume của cảm xúc ha. Ở những nút này là nút cắt tần số cũng như là nút chỉnh đảo pha này. Đó, khi mà mình bật lên là cái Ken Quốc này nó sẽ sáng, bởi vì ở trong đây nó có một cái, nó gồm có bốn bóng đèn, bốn bóng đèn ở bên trong đây nữa ha. Con súp này cũng có thể hát karaoke cho phòng 20m2 nổi lại, hàng của Nhật xịn ha, điện 100V. Nó con Ken Quốc này là giá 2.3 triệu luôn. Đó, 2.3 triệu ha, nó hơi xấu một tí. Hơi chảy xấu một tí ở trên trước mặt của nó này. Đó, nó có những vết chảy xước sơ sơ ha. Đó, 2.3 triệu, còn con đẹp hơn nó tầm khoảng 2.5 triệu. Đây mặt sau này là một cái chữ Ken Quốc, model là SW9, điện 100V, công suất là 70W điện tiêu thụ này, Made in Japan, hàng Nhật xịn nòi ha. Và con súp này nó chỉ có trang bị một đường vô, đó chính là đường vô bằng nhấp bông sen này. Đó, nhấp bông sen ha. Mặt sau cũng tương đối là khá đẹp. Rồi Ken Quốc là 2.3 triệu ha. Và sắp bên nữa là một con hàng bái súp điện Nhật Yamaha, model là SW100. Con này được sử dụng 2 bát thật 16 luôn. Nút nguồn, nút cắt tần số và nút volume để báo nguồn ở đây. Con này là sử dụng 2 bát ha, và 2 bát của nó nằm ở phía đằng trước này. Ở đây một bát và phía dưới là một bát. Đó, hai bát nằm ở đây ha quý vị ha. Bởi vì chiếc AK này nó cứng lắm. Nó rất là cứng nên em không mở ra. Nếu mà mở ra nó sẽ bị gãy chốt cũng như là nó sẽ bị bể vỡ đấy. Nên em cũng hạn chế mở những chiếc AK này ra ha. Em về thêm một con nữa này. Đó, Yamaha SW100 sử dụng 2 bát điện thật và lỗ thông hơi nằm ở phía dưới. Còn trên đây cũng là một bát nữa này, chạy 2 bát ha. Còn về mặt sau này. Sau của loa súp này Yamaha 100 điện được 100V ha, và 60W điện tiêu thụ luôn này, hoàn toàn là chữ Nhật thôi. Đó, con này cũng khá là đẹp, mặt sau khá đẹp ha, các công cộng của nó đây là không bị chảy xước gì hết, không bị bền ở quý vị ha. Đường vô bằng cầu loa hoặc là đường vô bằng nhắc bông sen, hai đường đều được, vô đường nào cũng được hết ạ. Rồi và giá súp Yamaha SW100 được trước là 3.5 triệu, hôm nay em sẽ giảm đi 300.000 còn 3.200.000 ha. Mấy con được trước toàn bán 3.5 triệu thôi, bởi vì nó chạy 2 bát điện bát đôi 16. Đó, nên giá là 2.300.000 ha. Súp W100 là 3.200.000.
đó giảm đi 300.000 ha, là 3.200.000 là con súp này quý vị ha. Đó súp này này, chạy hai bát đôi, hai bát thịt 16 này. Và bên đây nữa là hai con đẩy ram A100. Đây là dòng ram A100 hàng của Nhật xịn và đời 200, điện 220V, cứ nghĩa là điện xuất cho thị trường châu Âu đấy, nên nó sẽ xài điện là 220V ha. Còn điện 100V là xài cho thị trường Nhật. Đó là ram A100 này. Đây cái chữ của nó đây. Model là BMK ram A100. Còn về ruột gan bên trong đây là nó y như là cái ruột của ram A100 điện 100V vậy. Nhưng mà cái đời này là đời ram A100 điện 200V ha. Giống y chang từ cục nguồn này, vỉ bo nguồn điện, quạt này, lấy hai cái quạt và bốn tự động quần cùng với lại những cái vỉ mặt của nó đây, là y chang cái hành dòng điện A100 luôn. Nó chỉ khác là dòng điện 220V thôi, bởi vì đây là dòng hàng của Nhật xuất thị trường châu Âu này. Đây là đường vô bằng bông sen, còn ra bằng cầu loa. Đây là cái cầu của nó đây, cầu gạt này mình cứ để kiểu qua bên trái nha, là nó sẽ đánh hay hơn. Nó điện 220V, 230V này. Đấy, một dòng điện xuất thị trường châu Âu ha. Và cấu hình nó được chạy 4 con sò tham lớn Toshiba, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con và 6 con sò nhỏ bộ áp ha. Đây này, ở bên đây 3 con và phía bên đây cũng 3 con nữa này. Đó, đây cũng là 3 con ha. Và đồ gan là y chang cái dòng điện hàng của Nhật luôn. Dòng cái đồ gan y chang là dòng đam A100 hàng của Nhật xịn đấy, là điện 100V. Còn con này là đam A100 điện 220V ha. Đó, và giá là 2 triệu đồng một con. Em đã cũng có những clip test trên những con đẩy này rồi. Bác nào chưa nghe có thể lên Zalo ha, em sẽ gửi clip test qua cho các bác nghe lại trên cái dòng đẩy đam A100 này. Rồi giá là 2 triệu đồng một con ha. Đây là nút nguồn, nút ba lăng và nút vuông. Vuông là vuông tổng của hai kênh ha. Còn đây là nút ba lăng này. Đó, xài rất là trơn tru. Rồi giá là 2 triệu đồng một con này. Xài cho điện 230V hoặc là 220V ha. Và kế bên đây nữa là em đã có một cặp loa cây của Yamaha. Đây là một cái logo Yamaha này. Đó. Còn em sẽ tháo cái căng ra. Cái căng bằng lưới vải gỗ rất là đẹp ha. Hầu như nó chỉ như bộ những dơ thôi, còn là hàng đẹp hết. Đó, về cấu hình loa là được sử dụng một loa bass điện 16, một loa mid 12 và một loa chép đom lụa. Những dòng này dòng ruột gan với là cổ loa cực kỳ gấu ha. Và cái bát loa đây, hai bát loa này nó hơi bị dơ một tí nè, đó nó hơi bị đốm nâu một tí ha. Còn về màng loa và gân loa đều zin hết, mic cũng zin luôn và chép cũng zin, tập zin hoàn toàn là 100%. Đó, em quay xe ra cho bác xem này, nó rất là cao, nó cực kỳ cao ha. Còn về mặt trước này nó hơi chạy một tí ở đây, mặt sau một tí nó hơi chạy nha, cái này không ảnh hưởng đâu, cái này nó mặt sau nó không có xấu lắm không, và vì nó nằm mặt sau mà, còn nếu như nằm mặt trước đẹp này. Đó, nhưng có cạnh ở mặt trước đẹp quý vị ha. Mặt sau là nó có một cái tem Yamaha, model là NS9002, trở kháng 6 ohm ha. Công suất mát là 250W trên một loa. Độ nhận là 97 dB. Nó dòng của Nhật xịn ha, Yamaha Nhật xịn này, vừa được ráp tại bên Trung Quốc. Ở Trung Quốc cơ nghĩa là toàn là tiếng Trung Quốc thôi. Còn đây cũng là hàng bãi xịn quý vị ha, hàng Nhật xịn luôn đấy. Nó chỉ là ráp ở Trung Quốc thôi. Này, toàn là tiếng Trung Quốc này. 250V, 250W trên một loa. Bên dưới là có một cái lỗ thông hơi và cầu loa bi quay. Đây mặt sau đây, em sẽ quay xa ra. Đó, mặt sau tương đối đẹp ha. Đó, cặp Yamaha này nghe nhạc rất là đã luôn và đánh rất là ấm. Nó ở chỗ là thứ nhất là cái hậu nó, cái thùng nó rất là cao này. Nó cao rất là cao, đâm ra cái bát của nó dồn rất là nén rất là chặt ha. Và thứ hai là cái hậu sâu này. Quý vị thấy không? Cái hậu nó rất là sâu nên cái độ bát nó ra rất là ấm luôn. Nếu nhưng mà mình nghe nhạc tầm khoảng 15 mét vuông, nó phòng 15 mét vuông hoặc là 20 mét vuông ha, là bass ra vừa đủ luôn đó, nghe rất là ấm và rất là sâu trên cái dòng Yamaha này. Và em sẽ báo giá luôn ha, là 3 triệu đồng bán xả luôn ha. Đợt trước cái cặp này về nó cũng tầm khoảng hơn 3 triệu đồng rồi, hôm nay em sẽ bán xả là 3 triệu đồng ha, cho cặp loa Yamaha 9002 này. Đó, hình thức chân dài còn rất là đẹp và e căng nó đầy đủ đây, nên chiếc e căng của nó này. Rồi giá là 3 triệu đồng cho một cặp loa Yamaha này quý vị ha, hàng zin xịt luôn. Và cuối cùng nữa là em đang có hai con đẩy, model là CB1000. Đó, CB1000 ha và CB800. Đó, hai con này con tương đối là còn khá là đẹp. Model đây CB800. Con này là mặt vàng đồng ha. Đó, còn về cấu hình bên trong đây này là chạy 12 con sọt than, 12 con. Mỗi bên là 6 con ha, bên đây 3 con và phía dưới 3 con, 4 tụ lọc nguồn.
Đó, bên đây cũng là 3 con ha, tổng cộng là 6 con, một tăng phôi, một xiến. Nguồn đồng rất là to. Đó, con này là dòng của thị trường, con này dòng của Mỹ xuất thị trường Nhật nha, USA này. Và nguồn điện là nguồn điện 100V. Đây, điện của nó đây ha, là 100V. Công suất là 290W cho 1 cân. À, 290W cho là điện tiêu thụ quý vị ha. À, điện tiêu thụ điện. Còn về 1W loa là không thấy ghi ha. Nhưng mà đánh khỏe lắm, đánh căng đét một đôi bát 30 luôn. Đã đánh căng lắm ha, hoặc là mình có thể chơi 2 đôi 20. Ở chỗ này volume nó hơi bị sức ra một tí. À, bác nào mua em sẽ dán vô sau. Hay con này nó hơi sức ra này. À, bắt đầu mua em sẽ dán volume này vô sau ha. Có nghĩa là em sẽ làm cho nó hoàn chỉnh giống như bên đây. Đó, và tên con này hàng zin xịn đẹp, mặt mũi đẹp này. Đợt trước nào tầm 4,5 triệu, nay em bán 4,3 triệu ha. Bớt đi 200 ngàn cho con này là Classic Pro, model là CB400. Rồi giá là 4,3 triệu ha. Đó, tình trạng là zin xịn đẹp, tương đối là khá đẹp ở mặt trước này. Và bên đây cũng vậy, cũng là một con đẩy CB4000, con này mặt mũi hơi xấu một tí. Còn về cấu hình bên trong này, chạy 2, 4, 8, 16 con, mỗi bên là 8 con ha. Chạy 16 con này có thể đánh được 2 đô bát 20 là căng đét luôn. Ổ tăng phô nguồn xín rất là to, cũng với lại 4 tổ động nguồn. À, điện 100V ha, cũng là hàng của Mỹ xuất thị trường Nhật, điện 100V. Đó, chạy 16 sò ha. Đó, nhìn tổng thể tương đối là khá đẹp này. CB1000. Đó, mặt mũi nó hơi dơ một tí, nó hơi dơ hơi bẩn ha. Bác nào mua em sẽ lau chùi cũng như là vệ sinh lại cho sạch sẽ luôn. Đó, con này có thể đánh được 2 đô bát 20 và giá là 4,7 triệu ha, 4,7 triệu con này. Nó được trước tới 5,5 triệu lận, mặt mũi hơi xấu này, hơi xấu một tí, em bán 4,7 triệu con này ha. Đó, hàng đẹp nó tầm khoảng 5,5 triệu một con, model là CB1000. Còn hàng xấu ta là em bán 4,7 triệu ha. Các bạn vừa đăng lên một số đồ loa nghe nhạc, đại hát karaoke. Các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc và em xin cảm ơn. Xin kính chào tạm biệt ạ.